Kính chào quý khán giả, sau đây mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 3 năm 2023 sẽ có các nội dung chính sau đây. Nguồn lực bố trí cho công tác tái định cư phải được ưu tiên số 1. Đồng Nai lễ kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Công đoàn tích cực chăm lo lao động nữ dịp 8 tháng 3. Phần tin thế giới, tờ New York Times dẫn lời quan chức Mỹ cho biết nhóm phá hoại thân Ukraine đứng sau vụ tấn công các đường ống dòng chảy phương Bắc hồi tháng 9 2022. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo ông Yoon Suk-yeol sẽ đến Mỹ vào cuối tháng tới, đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ kể từ năm 2011. Mở đầu sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý trong tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã chủ trì buổi làm việc với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thúc đẩy các dự án đầu tư công trong năm 2023. Cùng dự buổi làm việc còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thái Bảo, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đào Văn Phước, Trưởng ban nhân vận Tỉnh ủy, Đặng Minh Nguyệt, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết năm 2022, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt hơn 13,6 ngàn tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31 tháng 1 2023 đã được giải ngân trên địa bàn tỉnh là hơn 10 ngàn tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch. Tuy nhiên, nếu tính cả nguồn vốn trung ương thưởng vượt thu năm 2021 là 1 ngàn tỷ đồng thì tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 đạt gần 68% kế hoạch. Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là hơn 12,9 ngàn tỷ đồng và hiện đã giải ngân hơn 490 tỷ đồng, đạt gần 3,8% kế hoạch. Ngoài ra, theo Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, chậm giải ngân mặt bằng các dự án đang là một trong những nguyên nhân khiến cho công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh bị ảnh hưởng. 5 năm trở lại đây, tỉnh Đồng Nai có hơn 1.300 dự án triển khai thực hiện với tổng diện tích cần thu hồi gần 18.000 ha với hơn 60.000 trường hợp bị ảnh hưởng. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao các giải pháp mà các sở ngành vừa đề ra. Bí thư cũng lưu ý, các nội dung bàn luận mặc dù đều đúng nhưng vấn đề chính là phải trúng để có thể sớm tháo gỡ các vướng mắc. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề nghị các cơ quan liên quan quan tâm đến các vấn đề cụ thể. Là vai trò cấp ủy là phải quyết liệt hơn. Mặt trận đoàn thể, vận động nhân dân đồng thuận, nỗ lực hơn giải quyết khiếu nại liên quan đến đất đai thu hồi của người dân nhanh chóng hơn, sẵn sàng đối thoại với dân giải quyết khiếu nại dân. Thì tiêu chí thi đua phải đưa vô đơn vị nào mà giải ngân hàng năm mà dưới 90% đó là thi đua năm sau chắc không. Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ công tác giải phóng mặt bằng là mấu chốt nên phải quan tâm đến 4 vấn đề, gồm chính sách phải hợp lý, đất bố trí tái định cư phải đủ, dự án và vốn cho công tác tái định cư phải tương xứng. Ngoài ra, nguồn lực bố trí cho công tác tái định cư phải luôn được ưu tiên số 1. Sáng nay, đồng chí Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, toàn hệ thống thi hành án dân sự tỉnh đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu Tổng cục thi hành án dân sự giao. Cụ thể, tổng số lượng phải thi hành hơn 27,8 ngàn việc, trong đó số có điều kiện thi hành và đã thi hành xong hơn 17,5 ngàn việc, đạt tỷ lệ 83% và vượt 1,51% so với chỉ tiêu Tổng cục thi hành án dân sự giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị các lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh, các chi cục thi hành án dân sự cấp huyện và toàn thể công chức các sở ngành có liên quan cần phải tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp thi hành án dân sự trong năm 2023. Trong đó cần chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh hướng giải quyết, xử lý trong công tác thi hành án dân sự, tiếp tục phát huy công tác phối hợp liên ngành để giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài, gây bức xúc trong xã hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.
Sáng nay tại trường cao đẳng nghề số 8 Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định giải thể trường cao đẳng nghề số 8. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tham mưu trưởng Quân đội Nhân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có Thiếu tướng Mai Văn Hồng, Phó Cục trưởng Cục Nhà trường cùng hơn 100 cán bộ giáo viên, công nhân viên trường cao đẳng nghề số 8. Theo đó, kể từ ngày 17 tháng 1 năm 2023, trường cao đẳng nghề số 8, địa chỉ phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, đã được Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu phê duyệt tại quyết định số 140 ngày 17 tháng 1 năm 2023 về việc giải thể trường. Trước đó, vào ngày 15 tháng 12 năm 2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định giải thể trường cao đẳng nghề số 8 Bộ Quốc phòng. Trường cao đẳng nghề số 8 Bộ Quốc phòng tiền thân là câu lạc bộ ô tô mô tô thuộc trường sĩ quan lục quân 2, được thành lập vào ngày 16 tháng 9 năm 1991. Qua 5 lần đổi tên trong 32 năm hoạt động, nhà trường đã đào tạo hàng ngàn lao động ở nhiều chuyên ngành khác nhau, phục vụ các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong đó có 30% bộ đội xuất ngũ. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, nhà trường đào tạo văn hóa và nghề cho hơn 1,2 ngàn cán bộ thôn, bản của 24 dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ghi nhận những đóng góp trên, nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng nhiều huân chương chiến công, huân chương bảo vệ Tổ quốc các hạng. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương ghi nhận những kết quả mà cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường đã thực hiện trong 32 năm xây dựng, phát triển. Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu đề nghị cán bộ, sĩ quan, công nhân viên quốc phòng còn tuổi công tác được bố trí điều động nhiệm vụ mới, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, vượt khó, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao ở đơn vị và cương vị mới. Chiều nay, khối thi đua 10 gồm 6 đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, khối trưởng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động ký kết giao ước thi đua năm 2023. Trong năm 2022, các đơn vị trong khối thi đua 10 đã phát động và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều cách làm hay, giải pháp mới được ứng dụng vào thực tiễn, hoạt động, góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Các đơn vị có nhiều hình thức khen thưởng các gương điển hình tiên tiến. Trên cơ sở kết quả đạt được, các đơn vị trong khối đề ra mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 như đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tổ chức hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong thi đua khen thưởng. Tại hội nghị, 6 đơn vị trong khối thi đua 10 đã ký kết giao ước thi đua năm 2023. Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, sáng nay Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kết hợp nói chuyện chuyên đề xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Quảng Minh Cường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân tỉnh, Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hồng Trang, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, cùng trên 250 chị em là cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai đã ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ cũng như ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, qua đó khẳng định truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, bày tỏ niềm tự hào, khẳng định vị thế bình đẳng của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Tại buổi lễ, toàn thể đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Minh Cường nói chuyện chuyên đề về xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Trong thời kỳ đất nước đổi mới, công tác phụ nữ và bình đẳng giới luôn được Đảng ta quan tâm, thể hiện xuyên suốt qua các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là về công tác vận động phụ nữ và công tác cán bộ nữ. Nó chỉ là chớ có hài lòng. Đấy, phải tự mình thấy những giá trị nào mình cần phải phát huy, và đặc biệt là vượt qua chính mình trong cái thời hiện nay, nhất là kinh tế thị trường, nhất là kinh tế số, kinh tế tri thức. Bây giờ cái gì không biết hỏi Google, bây giờ chat GPT nó còn làm cả thơ được ấy. Thế thì bây giờ người phụ nữ mà cứ dậm chân tại chỗ,
Đây tôi nói cái đàn ông cũng vậy thôi, nhưng mà phụ nữ thì càng phải theo kịp sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, phải theo kịp sự phát triển của thời đại. Cái đấy vô cùng khó. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, người phụ nữ Việt Nam phải phát huy phẩm chất công, dung, ngôn, hạnh từ lịch sử cho đến hiện tại. Bên cạnh việc học hỏi, trau dồi kiến thức mới về khoa học kỹ thuật, người phụ nữ luôn cần phát huy vai trò quan trọng trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình, giáo dục con cái. Đây chính là yếu tố quan trọng để định hướng về nhân cách, ứng xử của thế hệ trẻ trong xã hội. Ngoài cái tôi nói thì còn phải mang hơi thở cuộc sống. Nói cái tình huống quốc tế thì nó ghê quá, nhưng phải phù hợp với sự phát triển mang tính quốc tế. Tôi đề nghị hội phụ nữ tỉnh cũng phải có những cái sự quan tâm sâu sắc, phải truyền lửa thế nào, chị phải giáo dục, phải để hội của các huyện tận đến phụ nữ xã, người ta tuyên truyền, người ta vận động, người ta giáo dục hoặc người ta huấn luyện hay gì gì đó tôi không biết, để cho người phụ nữ người ta tham gia và người ta có cái nhận thức như thế. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai đã phát động cuộc thi Tự hào áo dài Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, đồng thời phát động cuộc tìm kiếm ý tưởng dự án Phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 5 năm 2023 đến các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, áo dài luôn là trang phục được phụ nữ Việt Nam lựa chọn để mặc trong những dịp trọng đại. Và để phát huy giá trị của áo dài, những ngày qua, tuần lễ áo dài đã được tổ chức trên toàn quốc, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cá nhân, tổ chức, đơn vị trong và ngoài công lập. Tại Đồng Nai, nhiều hoạt động tôn vinh người phụ nữ và hình ảnh phụ nữ với chiếc áo dài đã được triển khai, qua đó đã lan tỏa giá trị của chiếc áo dài, một di sản văn hóa Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là cuộc thi duyên dáng áo dài được tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức mừng tháng thanh niên và ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Cuộc thi dành riêng cho học sinh khối trung học phổ thông, độ tuổi đến trường trong tà áo dài trắng tinh khôi. Điểm đặc biệt của cuộc thi là tất cả các mẫu thiết kế đều làm từ vật liệu tái chế phổ biến trong cuộc sống thường ngày như vải vụn, ni lông, bao bố. Từng mẫu thiết kế đều được chứa đựng sự đầu tư, sáng tạo của các bạn học sinh. Không chỉ truyền thông cho hình ảnh áo dài, cuộc thi còn giúp thế hệ trẻ thêm yêu quý trang phục truyền thống dân tộc và lan tỏa thông điệp về môi trường. Bản thân trường em đến đây mang đến một thông điệp, đó chính là hãy biết bảo vệ môi trường, đồng thời là giữ gìn nét đẹp truyền thống của áo dài của Việt Nam. Bởi vì áo dài là truyền thống lâu đời của Việt Nam, mà đã là truyền thống thì nên được truyền từ nhiều thế hệ. Ở cái lứa tuổi của các em á, mà các em đã có thể tái chế ra được những cái bộ trang phục như thế thì thật là tuyệt vời. Điều đó chứng tỏ là các em đã dành một cái khoảng thời gian rất là nhiều, cũng như là dành cả cái sự đam mê của mình nữa thì mới có thể tạo ra được những cái bộ trang phục ấn tượng đến như vậy. Hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã triển khai cuộc thi ảnh online duyên dáng áo dài và nhận được sự hưởng ứng của nữ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, tất cả các khoa phòng trong bệnh viện. Đây là lần đầu tiên bệnh viện tổ chức cuộc thi như thế này để tạo sân chơi thú vị, động viên cán bộ, nhân viên y tế sau những giờ làm việc áp lực. Cuộc thi cũng tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ ngành y, nét đẹp dịu dàng, đậm thắm phía sau chiếc áo blues trắng. Tiêu chí là phải đúng nội dung, cũng như là chất lượng hình ảnh phải rõ nét, và cái quan trọng nhất là phải bố trí cái nội dung hình ảnh cho hài hòa. Và kèm theo hai cái hình ảnh như vậy thì là một cái bài viết cảm nhận về cái tà áo dài Việt Nam, cũng giúp là giới thiệu được những cái hình ảnh nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là không chỉ là chỉ mặc đồ blue trắng mà cũng mặc áo dài cũng rất là đẹp. Những ngày đầu tháng 3, các bác diễn đàn, fanpage, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học đâu đâu cũng bắt gặp được tà áo dài truyền thống của người phụ nữ. Những sắc màu tươi sáng rực rỡ của chiếc áo dài, những hình ảnh duyên dáng của một nữ thế giới đã và đang bồi đắp giá trị dân tộc, góp phần làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Tiếp tục ghi nhận về các hoạt động nhân ngày 8 tháng 3. Là tỉnh công nghiệp tập trung, 1,2 triệu lao động làm việc tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất, trong đó trên 60% là lao động nữ.
Những ngày qua, các cấp công đoàn trên địa bàn Đồng Nai có nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo cho các nữ đoàn viên người lao động. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Transin Việt Nam, doanh nghiệp có đông công nhân lao động nhất tỉnh Đồng Nai với tổng cộng trên 40.000 người. Dịp 8 tháng 3 năm nay, công đoàn cơ sở đã tổ chức hội thi nấu ăn với sự tham gia của 41 đội đến từ các xưởng sản xuất cũng như các đoàn thể trong nhà máy. Mỗi đội được ban chấp hành công đoàn hỗ trợ 1 triệu đồng để thi nấu một bàn tiệc. Hội thi không chỉ là nơi tranh tài khéo léo, đảm đang mà nhiều thí sinh còn tranh thủ giới thiệu những món ăn đặc sản của quê hương mình đến với anh chị em đồng nghiệp. Em là người con của xứ Huế nên hôm nay em tự tay nấu những cái món ăn về Huế, là món gia truyền cố đô của Huế, và rất vui khi được tham gia vào chương trình của công ty. Thì những hoạt động này rất là tốt để cho tất cả chị em công nhân hòa đồng để có trải nghiệm, mà một là cái ngày kỷ niệm để mình nhớ tới cái ngày 8 tháng 3 trong công ty. Thì mọi người ở đây thì ai cũng rất là vui và phấn khởi, sáng vô sớm đem đồ vô nấu nướng, rất là đoàn kết và quây quần bên những cái món ăn rất là đẹp. Cùng với sự sôi nổi của hội thi nấu ăn và thi hát karaoke, trong dịp này công đoàn công ty cũng bày tỏ lòng quý mến đối với lao động nữ, lực lượng chiếm trên 80% tại công ty Johnson bằng cách tặng suất ăn đặc biệt trong ngày hôm nay. Tôm với đùi gà với lon nước ngọt. 8 tháng 3 trong công ty cũng vui vẻ. Sáng thì lãnh đạo công ty Nam đến ngay trước cổng công ty để chào, chúc mừng các chị phụ nữ. Rồi đến trong ngày hôm nay thì có những cái hoạt động như là cuộc thi nấu ăn, rồi chương trình ca nhạc, rồi cũng có tặng quà. Đấy, thì đây là những cái hoạt động mà thường xuyên của tổ chức công đoàn trong những năm gần đây. Những hoạt động ý nghĩa như thế này đang được công đoàn cơ sở tại các công ty trên địa bàn tỉnh tổ chức. Cụ thể như hội thi văn hóa, văn nghệ, thể thao, nấu ăn và cắm hoa được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho lao động nữ tham gia, thể hiện trí tuệ, tài năng và sự khéo léo của mình. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng người lao động là tài sản quý nhất của doanh nghiệp, mà trong đó người lao động nữ chúng tôi chiếm trên 85%. Đây là một cái tài sản vô cùng quý và to lớn, đã đóng góp nhiều cho sự thành công của doanh nghiệp trong suốt thời gian vừa qua. Vì vậy, việc tổ chức các chương trình hoạt động vui chơi nhằm tôn vinh Ngày Quốc tế Phụ nữ là một trong những cái trách nhiệm của ban chấp hành công đoàn cũng như ban giám đốc công ty. Năm nay tình hình sản xuất của doanh nghiệp đang khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến đời sống công nhân. Tuy vậy, để động viên tinh thần và giữ chân lao động, các doanh nghiệp vẫn nỗ lực tạo sân chơi ý nghĩa cho lao động. Sự đổi mới hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn có phần tiếp thêm động lực để lao động nữ trong các đơn vị doanh nghiệp yên tâm lao động sản xuất, đóng góp công sức và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chiều nay, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tổ chức họp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 8 tháng 3 năm 1910, tháng 3 2023. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo bệnh viện cùng tập thể cán bộ, nhân viên y tế ôn lại truyền thống lịch sử và ý nghĩa của Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Giám đốc bệnh viện Ngô Đức Tuấn đã gửi những lời chúc mừng chân thành nhất đến tập thể nữ cán bộ, nhân viên y tế. Bác sĩ Tuấn nhấn mạnh, cán bộ, nhân viên y tế nữ chiếm hơn 67% lực lượng tại bệnh viện. Đây là những người đã có nhiều đóng góp trong sự phát triển của bệnh viện và cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dịp này, công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã trao tặng những phần quà ý nghĩa là vải may áo dài cho nữ đoàn viên để lan tỏa giá trị của chiếc áo dài Việt Nam. Tiếp tục thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Hiệp định UKVFTA mở ra nhiều hoạt động thương mại xanh, tức giảm sự phát thải ra môi trường để hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng không. Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo Hiệp định UKVFTA thương mại xanh và công bằng với Việt Nam do Bộ Công Thương và Đại sứ quán Anh phối hợp tổ chức. Có nhiều hoạt động thương mại có ý nghĩa giảm phát thải, bảo vệ môi trường rất lớn như thương mại năng lượng tái tạo điện gió, điện mặt trời thay vì năng lượng hóa thạch, xuất khẩu, bán chéo nông sản theo mùa tại các thị trường khác nhau để giảm sự phụ thuộc vào kỹ thuật nông nghiệp, tiêu tốn năng lượng. Đây là những giải pháp được đưa ra để ủng hộ thương mại xanh tại sự kiện. Theo Bộ Công Thương, lượng phát thải carbon của ngành điện chiếm khoảng 70% tổng lượng carbon của nền kinh tế. Do đó, phát triển năng lượng tái tạo là một trong những hoạt động thương mại xanh ưu tiên hàng đầu. Theo đại diện Đại sứ quán Anh,
Hiệp định UKVFTA sẽ giúp cho Việt Nam nhập các máy móc, thiết bị liên quan đến năng lượng tái tạo, không phải chịu thuế. Cùng với đó, phía Anh cũng ký với Việt Nam về chương trình chuyển đổi năng lượng công bằng sẽ hỗ trợ Việt Nam về tài chính, kỹ thuật. Liên quan đến việc chính phủ ban hành Nghị định 08 vừa qua, sửa đổi bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng đây là bước đổi mới tích cực khiến thị trường trái phiếu khởi sắc. Một số điểm mới đáng chú ý của Nghị định 08 là ngưng một số quy định tại Nghị định 65 như quy định về nhà đầu tư chuyên nghiệp, xếp hạng tín nhiệm, thời gian phát hành với một đợt trái phiếu. Doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trái phiếu với điều kiện phải được sự nhất trí của các nhà đầu tư, thời hạn kéo dài không quá 2 năm. Các doanh nghiệp phát hành trái phiếu khi gặp khó khăn có thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác với điều kiện tuân thủ quy định pháp luật, được sự nhất trí của các nhà đầu tư, đảm bảo tính pháp lý của tài sản. Đầu tuần này, thị trường chứng khoán đã chứng kiến sự khởi sắc của nhóm ngành bất động sản với nhiều mã chứng khoán có liên quan tới các vấn đề về trái phiếu bật tăng mạnh. Có thể thấy kỳ vọng của các nhà đầu tư trên thị trường với chính sách mới này. Từ đầu tuần đến nay, nhiều ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất cho vay bình quân. Hiện đã có đến 22 ngân hàng thông báo giảm trong khoảng 0,4% một năm. Đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng, 4 ngân hàng thương mại nhà nước giảm 0,2% một năm. Các ngân hàng thương mại công bố mức giảm 0,5% một năm so với cuối tháng 2. Hiện tại trong đầu tháng 3, các ngân hàng đã đưa lãi suất huy động xuống dưới mốc 9% một năm. Như vậy, so với đầu năm nay đã giảm khoảng 0,5% một năm. Nguyên nhân được cho là các ngân hàng muốn giảm chi phí tại điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp. Hai tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của ngành nông lâm thủy sản đã giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu tăng tốc sản xuất và tìm kiếm thị trường mới. Một tín hiệu tốt cho ngành thủy sản là nhiều đơn hàng đã quay trở lại, có cơ hội tiếp cận thị trường ASEAN. Tuy đây là thị trường có mức giá trung bình, nhưng ngược lại có nhu cầu cao hơn các thị trường khác. Một thách thức lớn không chỉ cho ngành thủy sản hiện nay, mà là cả nền nông nghiệp, đó là chi phí cho thức ăn và thuốc. Đến nay phần lớn các hạng mục này đều phải nhập khẩu. Thông tin liên quan đến giao thông. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai, dự án xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương Lộ 2, nối dài thành phố Biên Hòa hiện đã đạt 65% tổng khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao công trình trong quý 3 năm 2023. Dự án cầu Vàm Cái Sứt có tổng diện tích thu hồi khoảng 3,87 ha, hiện chỉ còn sót lại là một hộ dân là bà Nguyễn Thị Kim Anh ở phạm vi đường đầu cầu phía mố M2. Đến nay, hộ bà Nguyễn Thị Kim Anh đã nhận tiền và đồng ý mức đền bù giải tỏa. Phía Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Biên Hòa hiện cũng đang lập các thủ tục để tiến hành chi trả tiền. Dự kiến ngày 20 tháng 3 tới đây sẽ bàn giao mặt bằng thi công công trình này để đơn vị thi công thuận lợi triển khai công việc. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai, dự án cải tạo nâng cấp đường DT768 huyện Vĩnh Cửu, đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến giao với đường DT767 thị trấn Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu đang rất chậm tiến độ. Hiện gói thầu số 5 đang đạt 92% khối lượng và đang tiếp tục thi công mương thoát nước dọc, nền đường sỏi đỏ, mặt đường đá dăm, macadam. Gói thầu này mặt bằng hiện đang còn vướng 4 hộ dân chưa bàn giao. Gói thầu số 6 và số 8 đã hoàn thành 100% khối lượng. Riêng gói số 7 đã được gia hạn hợp đồng đến ngày 16 tháng 3 năm 2023 và hiện đang đạt 92% khối lượng. Cũng theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, gói thầu số 7 ở dự án này hiện còn đang vướng 32 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Theo đó, 32 hộ vừa nêu thuộc đối tượng tranh chấp với tập đoàn giấy Tân Mai. Do chưa giải quyết xong phần mặt bằng bàn giao nên chủ đầu tư lẫn đơn vị thi công hiện đang rất nóng ruột. Do đó, mới đây, ban đã có văn bản gửi Ban Nhân dân huyện Bình Cửu xem xét sớm giải quyết dứt điểm vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, phần lớn các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang chậm tiến độ. Nguyên nhân chính là do thiếu mặt bằng thi công, đồng thời các nhà thầu còn phải đối mặt với khó khăn, thiếu nguồn đất đắp. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến thời gian hoàn thành các dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh và các địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự trên địa bàn huyện Định Quán. Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ được chính thức khởi công vào tháng 1 năm 2021, đi qua địa bàn hai huyện Tân Phú và Định Quán. Theo kế hoạch ban đầu, dự án có thời hạn hoàn thành sau 8 tháng kể từ ngày khởi công. Tuy nhiên, dù đã bước sang năm thứ 3 thi công, nhưng tuyến đường còn rất ngổn ngang, thi công cầm chừng do thiếu mặt bằng, tiến độ chỉ đạt gần 50% khối lượng công trình.
Hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng qua huyện Tân Phú đã cơ bản hoàn thành. Riêng tại huyện Định Quán có diện tích 5,8 hectare của 59 cá nhân và 2 tổ chức phải giải phóng mặt bằng, với tổng chi phí bồi thường hơn 12 tỷ đồng. Để có mặt bằng thi công, nhà thầu đã tạm ứng hơn 2,6 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Định Quán để chi trả bồi thường cho người dân. Tuy nhiên đến nay, đơn vị vẫn chưa nhận được 100% mặt bằng. Có hai cái đề nghị của nhà thầu hiện giờ là một là đề nghị các cái ban ngành liên quan sớm có những cái biện pháp để giao trả mặt bằng cho nhà thầu để thi công, một là đủ đúng tiến độ, hai là đúng cái khối lượng được bàn giao. Cái thứ hai nữa là tạo điều kiện cho nhà thầu trong những cái vướng mắc thực tế là vì nhà thầu thi công trong lúc là dân sản xuất thì đặc tính của nó là vừa để cho nước dân tưới vừa lại phải thi công cho nên rất khó. Thì đề nghị các cái ban xã hoặc là huyện cũng có thể là kết hợp với nhà thầu để giúp nhà thầu tháo gỡ những cái vướng mắc với dân. Đối với dự án đường Tà Lại Trà Cổ thì vừa qua huyện cũng đã phê duyệt phương án bồi thường của dự án qua hai xã là Gia Canh và Phú Hòa. Thì hiện nay Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Định Quán thì đang liên hệ với lại tỉnh để thực hiện rút cái nguồn kinh phí đã phê duyệt để thực hiện chi trả cho các hộ dân. Sau khi tỉnh bố trí nguồn vốn thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất sẽ thực hiện việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân vì ảnh hưởng của dự án và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất. Dự án có chiều dài toàn tuyến hơn 4 km được nâng cấp trên đường đất hiện hữu, có tổng vốn đầu tư hơn 114 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của toàn dự án hơn 23 tỷ đồng. Hiện nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục chính như cống ngang, cống thoát nước dân sinh, kinh thủy lợi và lên nền đường. Ngoài khó khăn vướng mắc do thiếu mặt bằng chưa được khơi thông, đơn vị thi công còn phải đối mặt với việc thiếu nguồn đất đắp, khó chồng khó. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ hoàn thành tuyến đường trong thời gian tới. Chúng tôi về đây là năm thứ ba là để thực hiện cái dự án này. Thì với cái khối lượng công việc này thực tế nó không nhiều, nhưng mà cái thứ nhất là cái mặt bằng ở đây là hiện giờ là như tôi đã phản ánh là chưa có đến 50% thực tế, nó cỡ 50%. Cái thứ hai nữa là cái tính chất của vùng miền. Thì cách đây 2 năm thì vấn đề mỏ và đất, cái nguồn đất cát ấy, thì nó còn đỡ. Nhưng hiện nay là cái nguồn của vật tư ấy, nó tương đối khan hiếm. Là cái khó khăn của nhà thầu cũng thứ hai. Thứ ba là vấn đề trượt giá. Cho nên đúng là chống khó khăn, chống chất khó khăn. Nhưng mà nhà thầu cũng cố gắng hết sức đảm bảo cái nếu như mà đang trả đủ chúng tôi sẽ thi công đúng, tiến độ đúng kỹ thuật. Và cũng vượt khó, tất cả những cái khó đã nói để vượt qua để hoàn thành công trình. Với 4 km đường thi công hơn 2 năm chưa hoàn thành, điều này sẽ kìm hãm sự phát triển của các địa phương, lãng phí các nguồn lực, ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh và huyện. Do đó, thời gian tới, đơn vị chủ đầu tư và các địa phương liên quan cần tập trung rà soát, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công để sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.